Ngươi là ai? Dám vào thần thủ kiến mộc? Ngươi đã có được sức mạnh của thần mộc. Hãy đánh bại thần linh ngông cuồng. Dám phạm thiên quy? Thiên quy? Phàm nhân chúng ta hôm nay phải nghịch thiên. Lượng sức thần tối cao cũng bị phàm nhân ép đến mức này ư? Phàm nhân, ngươi có ý đồ gì? Ta phải dùng sức mạnh để chinh phục thiên hạ.